Cái gì đấy? Nói người ta biết với. Ôi, em ăn cái gì ấy? Kẹo sáo ấy. Mà còn có kẹo sáo á? Ôi, cái kẹo này hay đấy. Ủa, ăn rồi, ăn đi rồi. Gì đấy? Em không có cái gì ấy? Có cái gì đấy? Nói người ta biết với. Ôi, em ăn cái gì ấy? Kẹo sáo ấy. Mà còn có kẹo sáo á? Cái cái vừa đấy thổi cũng là cái kẹo này á? Bây giờ em thổi nào. Chỉ một viên nhá. Ê ôi, sao lại có kẹo sáo nữa? Chị ăn đi. Kẹo sáo, đây là kẹo sáo bông bóng. Sáo à? Đây như này đúng không? Ủa, cái này vừa ăn được vừa chơi được luôn à? Nhưng mà như thế này ăn cũng tiếc nhở. Bởi vì em ngậm rồi. Ôi cái kẹo này hay đấy. Vừa ăn vừa rồi, ăn đi rồi. Ôi kẹo hay đấy. Ủa, còn cái gì nữa này? Đây là kẹo sáo. Chị mở nhá. Kẹp lóc rồi. Nhìn cái tim mày. Nói kẹp nữa. Vừa ăn vừa chơi này còn có cả quà cái gì đâu. Xuống hết em luôn ấy. À. Hót đi, hót đi, hót đi. Mua cái này. Ừ. À, ô, em ăn rồi à? Ăn mới mới đi. Được không? Hôm nay chị làm chim. Đúng không? Từ giờ chị nhá, gói kẹo này chị sẽ thành chim rồi, nhìn nào. Bây giờ nhá, chúng ta nhìn hai hà. Về nhà. Về nhà. Cho hai hạt vào đây. Về nhà. Nếu mà ăn thì ăn nhá. Đó. Được rồi, kẹo này hay ấy. Buồn rồi, tự bảo. Bây giờ vào nhà em đi. Ở đây chỉ một quyển sách. Sao một quyển sách? Nhưng mà mãi nhìn thấy kẹo sáo ngồi ăn cần lúc không quyển sách. Quyển sách nhá. Nhưng mà kẹo này hay thế. Nó mua ở đâu ấy? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.